Chào mừng các bạn quay trở lại với channel VN Computer. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình để tính diện tích và chu vi của hình tròn các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo biến EG. EG đây là bán kính của đường tròn. Thì mình sẽ nhập bán kính vào từ bàn phím các bạn. À, mình sẽ có một cái biến là diện tích, khai báo biến S, chu vi C đi. Do diện tích và chu vi là con số thật, nếu mình khai báo kiểu real á, mình khai báo thêm cái thư diện CGT đi, cho xóa màn hình cho nó đẹp đó. CGT. À, xong rồi mình bắt đầu bằng thanh begin clgscg. Thì cái lệnh clgscg này, lệnh begin này chủ yếu là để xóa màn hình khi mình chạy chương trình đó, xóa những cái dữ liệu thừa, những liệu gác trên đó. Tiếp theo mình sẽ làm gì, mình sẽ thông báo là nhập eg vào, tức là nhập chu nhập nhập đường kính các bạn, xin lỗi, nhập bán kính EG vào. Get line EG. Lúc này mình có bán kính, bây giờ mình sẽ tính cái chu vi với diện tích thôi. Diện tích thì mình sẽ tính gì, mình sẽ tính là S này. Diện tích hình tròn là bằng bình phương bán kính nhân cho pi, tức là EG bình phương nhân cho pi. Pi là 3,14 các bạn. Pi nè, 3,14 nhân sao cho EG bình. EG bình tức là G sao G. 3,14 là pi. Rồi sao EG sao G tức là EG bình phương các bạn. Rồi chu vi thì bằng cái gì, đường kính là 2 lần bán kính các bạn, 2 nhân cho EG này, 2 bán kính đây là đường kính, nhân cho pi 3,14. Rồi mình tính chu vi rồi, diện tích xong rồi, bây giờ mình sẽ xuất cái giá trị để ra màn hình, highlight diện tích hình tròn. À, cách gan cái cho dễ xem á. À, diện tích hình tròn S. À, tiếp tương tự guideline chu vi hình tròn là C. Các bạn dừng màn hình để xem kết quả, git like để dừng màn hình. End chấm, kết thúc phần thân. Các bạn có thể lưu lại ha. Chu vi về diện tích. Ok. Rồi, các bạn biên dịch A đã chính. Rồi, bảo là compile sẽ thua này, không có lỗi gì hết. Ok. Chạy control F9. Nhập bán kính EG vào. Ví dụ như bán kính bằng 3. Các bạn gõ enter để xem kết quả. Đây. Thì diện tích hình tròn là 2,8 mấy này. Rồi, chu vi hình tròn là 1,8 mấy. Đây là nó sẽ xuất cái kết quả với dạng số thật các bạn. Nhân cho e này, e tức là 10 mũ. Đây ghi luôn. E là 10 mũ các bạn. Rồi mình chạy lại thử lần nữa ha, cho nó chính. Mình sẽ nhập bán kính EG vào đây. Ví dụ như bán kính là 2. Đây, lúc này mình sẽ có được cái diện tích là chu vi là. Thì tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình tròn bằng Pascal. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu có khó khăn gì có thể liên hệ với tôi hướng dẫn thêm các bạn nha.
Các bạn nhớ subscribe và like để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nha. Cảm ơn các bạn.